Hôm nay Jimmy sẽ làm một chuyến đi du lịch về quá khứ năm 2019, thuyết phục Jimmy đầu tư vào Shiba Inu. Quý anh chị hãy đón xem kết quả như thế nào nhé. Ở đâu ta? Ok, đi tìm Jimmy mới được. Jimmy đâu ta? Tìm Jimmy gấp mới được. Tìm Jimmy gấp mới được. Đâu con? Wow. Jimmy đâu ta? Khát nước quá. Kiếm Jimmy mới được. Phải tìm Jimmy chỉ cho làm giàu mới được. Jimmy đâu ta? Phải chỉ làm giàu mới được. Hey Jimmy nhớ đầu tư vào crypto đi, tin mình đi. Là khoảng chừng là 1-2 năm sau là lời lắm, cả 100x, 1000x có luôn. Ok, vậy ngồi xuống trò chuyện chút cũng được. Thôi đi, làm gì mà có chuyện chừng 100x, 1000x dễ kiếm vậy. Cái này chắc lừa đảo thôi chứ làm gì mà gọi là đầu tư. Vậy bây giờ Jimmy đầu tư vào stock đúng không? Đúng, stock đó thì ít ra thì còn có giá trị của công ty. Còn tiền ảo thì làm sao mà có thất được. Vậy Jimmy đầu tư stock có lời không? Có chứ, trời ơi nè, 5x, 10x có luôn nè. Tiền thật về tài khoản luôn nè. Vậy giờ Jimmy chỉ cần lấy ra 1000 đô từ stock tiền lời, đầu tư vào trong crypto, 2 năm sau Jimmy sẽ có 1000x tiền lời có luôn. Hey, thôi đi, mấy cái trò này lừa đảo scam đúng không? Thôi, out. Oh man. Jimmy, dạo này sao rồi? Thấy đầu tư vào crypto rồi hả? Lỗi lời. Đương nhiên là có lời rồi, lỗ sao được. Ủa Jimmy đang làm video gì vậy? Jimmy đang làm video trên YouTube chia sẻ kiến thức đầu tư thông minh về crypto cho mọi người. Vậy hả? Có gì hay không? Thì cứ vào kênh Think Smart Brother YouTube coi đi. Jimmy vừa mới chia sẻ cách thắng tiền Dogecoin cho mọi người đó. Congratulations nha. Giờ chỉ cho Jimmy một đồng coin nè, là chỉ cần 1 năm thôi là 1000x, hay là thậm chí mấy ngàn x luôn. Thôi đi. Nói chung là Jimmy hiện tại là chỉ là đầu tư vào Dogecoin và những đồng coin mà tiềm năng phát triển to lớn trong tương lai thôi, chứ không có đầu tư đồng coin đó đâu. Bây giờ đó là Jimmy thắng được tiền nhiều đúng không? Thì Jimmy chỉ cần lấy ra là 1000 đô la đầu tư vào Shiba ngay bây giờ, giá là 0.0000813, và chỉ cần 1 năm sau thôi Jimmy lời hơn 7 triệu đô la. Come on Jimmy, trust me. Thôi đi, nói chung là cũng có rất là nhiều người vào trong YouTube channel nói Jimmy đầu tư vào Shiba, nói video về Shiba, nhưng mà Jimmy tuyệt đối chỉ có đầu tư vào Dogecoin hiện tại ngay bây giờ thôi. Quý anh chị biết đó, là trong thời gian vừa qua đó là có rất là nhiều người, Jimmy nói thật sự, message cho Jimmy có thể nói về Shiba Inu được hay không. Từ xưa đến giờ là Jimmy không nói sâu về phần Shiba Inu. Tại vì sao? Tại vì Jimmy nói là chỉ nói về cái phần nó gọi là Dogecoin. Còn cái vụ mà 1000x mà mấy ngàn x thôi chắc là lừa đảo rồi. Giả sử nếu có một người nào đó đến từ tương lai thuyết phục bạn đầu tư vào một đồng coin nào đó mà bạn không tin tưởng vào, thì bạn sẽ làm như thế nào? Hãy comment bên dưới nhé.